Hey, mình là Hùng Akia đây và xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một tựa game mà chắc hẳn các bạn đang ngóng chờ rất là nhiều thời gian vừa qua. Đó chính là Warpath, huân chương chiến hòa với câu slogan đó là đoàn kết một lòng, quyết chiến quyết thắng. Nếu như Free Fire kích thích việc giết địch trong môi trường phức tạp thì Warpath huân chương chiến hỏa cũng như vậy thôi. Nó thể hiện sự sắp xếp chiến lược và sự bày binh bố trận của quân địch trong môi trường phức tạp để chọn lựa các vũ khí, trang bị và sĩ quan mạnh nhất. Trong cái con game Warpath huân chương chiến hỏa này thì mình thấy có bộ ba hủy diệt này là siêu đỉnh. Đầu tiên là cái súng máy MP4, sau đấy là con xe tăng Tiger và nhân vật tăng Zack, nhân vật có khả năng sửa xe tăng trong game. Ngoài ra nó còn giống Free Fire ở chỗ là cái con này cũng có bản đồ mở rộng cơ. Nhiều người chơi trong cùng một màn hình thì nên trận chiến sẽ kịch tính hơn rất là nhiều. Khi đối đầu với quân địch trong game ấy thì tôi có thể làm thế này này, hoặc cái này này để bảo vệ Feta, đồng thời bút di chuyển và điều động các xe tăng này để đánh địch này. Mà cái game này nó giống CSGO ở chỗ là nó có một cái kho báu ấy. Ua, ba đồng vàng này, ngon. Hãy nhớ event chiến đấu trong khoảng thời gian đó là ngày 22 tháng 4 cho đến ngày 6 tháng 5. Và phần thưởng sẽ dành cho các liên minh đăng ký và thể hiện tốt nhất, cũng như ba vị vua đó là King of Killing, King of Battle và King of Gathering để chứng minh sức mạnh của các player. Mời ngay bạn bè tải xuống để giành được iPhone, Nintendo Switch hoặc thẻ Shopee. Người chơi sẽ nhận được ngay một huy chương khi mời được một người bạn tải xuống và nhận được hai huy chương khi mời họ tham gia liên minh. Người chơi sẽ có ba cái huy chương này để bốc thăm may mắn và sẽ giành được thêm phần thưởng để mời thêm bạn bè. Còn chần chờ gì nữa mà không tải xuống và chinh phục ngay con game này luôn anh em ơi. Lần này Warpath huân chương chiến hỏa đã mời thêm cả cầu thủ Quang Hải để làm tổng tư lệnh. Anh em nhanh tay click vào link mình để nghe dưới phần mô tả và sử dụng code đó là WelcomeVN để chơi game cùng với Quang Hải và nhận thêm nhiều phần quà hấp dẫn anh em nhá. Warpath huân chương chiến hỏa, đoàn kết một lòng, quyết chiến quyết thắng. Ok, hello và xin chào tất cả mọi người. Chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Hùng Akia Mobile. Và mình là Hùng Akia đây. Các bạn đừng thắc mắc về cái tóc mái của mình, bởi vì cái tóc mái của mình trông ngu ngủ lắm rồi. Tôi cũng bất lực với nó lắm, tại vì mới ngủ dậy lúc nào nó cũng dựng lên như thế các bạn ạ. Đấy là tôi còn vuốt xuống rồi đấy, chứ lúc đầu là nó dựng lên như kiểu Super Saiyan cấp 2 ở trong Dragon Ball cơ. Đấy, bỏ qua vấn đề mái tóc đi. Hôm nay chúng ta sẽ qua với server Indonesia các bạn nhá. Tôi tính đợi server Việt Nam nó ra thì tôi quay xong tôi làm cơ. Nhưng mà khổ nỗi là nó ra lâu quá, cho nên là thôi tôi sang bên server nước ngoài tôi test luôn. Tất cả lâu rồi không đi bắn với các anh Indo, xem các anh Indo có lên trình không. Chứ bây giờ mình gọi là chùm thách đấu ở bên server Việt Nam rồi, mà bắn server Việt Nam là ao trình quá các bạn ạ. Rồi thì nó có một quả vòng quay, đó là cái quả bom keo lửa các bạn ạ. Có hiệu ứng lửa và trong cái vòng quay này có một phần quà rất thú vị, đó là 9999 kim cương các bạn ạ. Nghe quả phần thưởng tôi là đã thấy mê tín rồi, nhầm uy tín rồi. Nên là tôi cũng gọi là tin tưởng vào anh gà rán ở bên server Indonesia lắm. Cho nên là tôi sẽ đi quay thử để xem là liệu tôi có quay được ra 9999 kim cương không các bạn nhá. Ui, ông quay ra quả bom keo luôn rồi kìa. Vãi, quay ra nhanh vãi. Ê, này, quay ra quả bóng keo thôi, chắc là thôi nhỉ. Nhưng mà thôi, còn quay ra cả bộ đồ nữa này các bạn. Vãi trưởng ạ, 600 kim cương quay ra cả bóng keo bộ đồ. Ui, hai cái bóng keo luôn này. Này, mình quay ra hai cái bóng keo luôn các bạn. Ui, hai bộ đồ luôn. Vãi trưởng ạ, đúng là server của Indonesia có khác. Server Việt Nam mà đéo vào có chuyện như này luôn. Này, ui, 4 quả bóng keo đấy. Ôi vãi, quay toàn ra bông keo đấy các bạn ạ. Tất nhiên là mình không nhận được hết đống bông keo rồi, nhưng mà mình sẽ nhận được cái thẻ gọi là quy đổi. Và điều đấy không quan trọng, ý là ám chỉ là cái tỷ lệ nó rất là cao ấy. Ui, mình được lên tận 120 cái thẻ quy đổi này các bạn. Cái đống thẻ quy đổi này của mình ban đầu là còn có 20 cái hay sao ấy. Lên là thêm bao nhiêu, tại vì là mình nhận được cái đống bông keo ấy, sau đó bị chuyển thành thẻ quy đổi ấy các bạn. Rồi, để thử xem mấy cái súng free này có ra không. Ô, ra khẩu Ska lần này, thật là ảo ma quá đi. Đúng là server Indonesia ha. Thôi rồi, ra sẽ cùng đi quay quả katana bị gãy nha các bạn nhá. Đây là nó gọi là katana tinh thần thép, là thanh katana đầu tiên mà nó bị gãy ở bên server, ở trong game Free Fire các bạn ạ. Nó là quả katana mà kiểu nó được xây dựng theo kiểu là nó bị gãy con cái lưỡi rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ gọi là có một cái kiểu như một cái ý lực ấy để làm cái lưỡi của kiếm thay cho cái thanh kiếm này. À, thay cho cái lưỡi thanh kiếm bị gãy này. Ui, quay ra cả thanh kiếm luôn mà các bạn. Vãi trưởng thật, quay ra cả thanh kiếm xong rồi đéo cần phải gọi là lấy huy hiệu đổi luôn mà. Đúng là server Indonesia khác quá, server này tôi đéo quen. Gặp server Việt Nam á có đây các bạn, này vé chế tác bán tận 15 cái này, xong rồi bán Thompson thần ma chỉ có 210 kim cương này, bởi vì là mình được cái giảm giá 79% ấy các bạn. Mà bên này bây giờ nó bán cả skin luôn các bạn ạ, chứ nó không có việc là bán mấy cái gọi là hộp súng và các thứ nữa, nó bán cả một số cái skin nhất định luôn, mình có thể mua ngay tại trận luôn các bạn, là thể hiện được là cái server này nó bố đời như nào rồi. Server này á Việt Nam phải có bằng bố. Nào bây giờ tôi quay thử mấy cái vé chế tác xem có ra được không. Ui, ra bản vẽ luôn ạ. Ui, đủ bản vẽ luôn. Ui, ui, vai cả bìu ạ. Ui, vãi trưởng luôn Indonesia.
Ôi trời ơi, Ama Canada, Indonesia, Australia, California. Này các bạn ạ, tôi nghĩ là đất nước của tôi sinh ra nó bị nhầm đất nước rồi các bạn ạ. Tôi đúng ra chơi lửa chùa, tôi phải chơi bên Indo các bạn ạ. Nhưng mà ngoài lửa chùa ra thì tôi vẫn thấy Việt Nam tuyệt vời các bạn nhá. Đúng rồi. Việt Nam là chỉ là cái server Free Fire Việt Nam mà quay súng nó khó ra hơn thôi. Chứ còn là riêng về việc là sống ở Việt Nam thì tôi vẫn đánh giá là sống ở Việt Nam rất là tuyệt vời. Tôi không thích mấy nước ngoài tại vì là ở Việt Nam cảm giác nó rất là yên bình, và đặc biệt nhất là kiểu ví dụ kiểu mấy cái vụ xả súng các kiểu các bạn. Sợ quá. Ui, hộp bên này bán 40 kim cương các bạn ạ. Nếu mà 50 kim cương như bên server Việt Nam. Rồi mình sẽ mua huy hiệu để nâng cấp lên level 7 các bạn nha, các bạn đợi mình một chút. A few moments later. Ui, vãi thừa 300 huy hiệu ạ. Ui, bên server Indo này rẻ vãi. Cái gì cũng hên, cái gì cũng rẻ. Bấm nhầm tắt game rồi. Trời đất ơi. Đây, nâng khẩu thiên thần bạch kim lên level 7 ở server Indo, bắn cái cho nó phê lòi cái coi các bạn. Rồi và chúng ta sẽ đi test cỏ bông keo lửa cùng với lại là cái katana thiên thần thép luôn các bạn nha. Katana bị gãy nha. Ok chưa, test toàn đồ mới toàn đồ ngon rồi. Vô chơi các bạn nha. Sau một hồi training luyện tập time skip như kiểu việc Luffy luyện tập 2 năm ở trên đảo phụ nữ ở trong One Piece các bạn, tôi đã quay trở lại với server Indonesia và tôi sẽ cho Indonesia biết thách đấu Việt Nam mặt như nào các bạn nhé. Mấy con bot Windows này tôi bắn ao trình hết. Trông có vẻ đông đấy các bạn ạ. Dự kèo cấy hết khu này là cũng phải khoảng 7-8 kill đấy. Đây rồi, chúng ta phải loot ba lô trước các bạn nhá. Ưu tiên loot phụ kiện ba lô. Với ba lô để làm gì? Để lát được loot xác của địch chứ còn làm gì nữa các bạn. Mình kiểu gì mình chả siết hết đống này. Đây rồi, thế nên đầu tiên bút đồ rồi. Giết người, nó gọi là đơn giản luôn. Indo toàn bot thế mà các bạn. Việt Nam thì mới bắn với người thôi. Bên Indo là chúng ta bắn với lại là bot kiểu máy siêu khó ấy. À đây có một đứa nó bay lên trên này rồi, chúng ta sẽ lên trên này bắn nó cho các bạn nhá. Vườn Pepsi, mình vườn Pepsi với cả kiểu như là uống mấy cái nước có ga ấy. Bạn nào mà uống nước có ga là biết rồi. Mày này, ai là thằng trâu thế. Các bạn mà uống nước có ga thì các bạn biết rồi, là uống xong là mình rất hay bị cho nên là thi thoảng mình sẽ bị kiểu đó, nó dạng như vậy đó các bạn ạ. Thế nên là thành ra là nó hơi mất vệ sinh một tí. Nhưng không sao cả, dẫu gì các bạn cũng có nhìn được thấy hay ngửi được đâu mà sợ đúng không? Rồi, định mệnh có cái thằng nó ngồi ở trên đấy mà nó tưởng rằng thế là sống với tôi à. Nghe các bạn ơi. Ok, vãi đồ nó đang mặt nhau với thằng kia. Hình như trên nhà này có đứa hay sao các bạn ơi. Ok rồi, đúng là có đứa thật, vãi trưởng ạ. Bạn thấy mà P40 kìa, đéo chúng biết nào luôn. Ôi trời ơi, xài Paloma mặc định. Ôi trời ơi, bot Indo, các bạn bot Indo. Đấy nhá, hôm nay là các bạn đừng bảo tôi bắn bot nhá. Các bạn bảo tôi bắn bot là, các bạn nói đúng rồi đấy, tôi bắn bot thật. Mình không bắn bot thì mình hãy buồn, chứ mình bắn bot thật thì người ta bảo mình bắn bot thì việc gì mình phải buồn đúng không các bạn. Đây, đây là quả katana gãy này, trông bựa nhân vãi trưởng các bạn ạ. Nhưng mà nó vẫn như katana bình thường thôi, chỉ là trông cái katana nó bị gãy thôi. Mình đang thắc mắc là sau cái thanh katana này nó không làm kiểu katana bị gãy thật các bạn nhở. Nó lại hay. Ôi trời ơi, chém đéo chết được. Tôi tính chém chết người mà nó éo được các bạn ạ. Thanh katana này nó cũng cùi mía như katana bình thường thôi. Tôi nghĩ là game nó nên làm thanh katana này là cái katana bị gãy luôn, tức là không có cái lưỡi kiểu kiểu ánh sáng nữa, mà nó là một thanh katana gãy luôn thì nó lại thành hay các bạn ạ. Xong kiểu nó chọc theo một cái gọi là cách chọc nó khác đi thì có phải nó bố đời hơn không? Chứ như này khác mẹ thì katana mặc định mấy. Đây rồi, có địch các bạn. Trước mặt tôi nãy là có hai đứa chạy cơ. Đây mới là một thằng thôi, tính ra kiếm xe à bạn. Gạt do liền, không để mấy đây cứu nhau được. Ui, tôi cứ cảm giác kiểu bắn ở server Indonesia này, tôi cầm cây AK rồng lửa, tôi thấy tự tin kiểu gì ý các bạn ạ. Bắn nó dễ thực sự ấy. Được cái server này kéo tâm rất là dễ, dễ hơn server Việt Nam. Với cả quay đồ cũng sướng hơn. Các bạn nãy thấy mình quay đồ là biết rồi. Server Indo nó không hút máu như server Việt Nam. Nó chỉ mỗi cái là mình là người Việt Nam nên trên server Indo nó không hợp lý thôi. Chứ đúng ra không, khéo anh em di cư hết sang server Indo mà chơi. Súng là bao rẻ luôn các bạn ạ. Thử nghiệm, trải nghiệm dùng súng nâng cấp nó chưa bao giờ nó là dễ dàng đến thế. Chẳng qua tại mình là người Việt Nam nên mình phải chơi server Việt Nam thôi các bạn. Với cả nạp kim cương nó cũng hơi khó. Các bạn phải có ngân hàng Momo thứ thì các bạn mới nạp được. Ôi rồi, định mạch bạn bật Dono, bạn đứng ở ngay giữa đường, giữa thanh niên bạch nhật gì đấy mà nói sống được à. Cái định mạch vãi cả nồi, kéo tâm mãi nó mới lên đầu. À đây ơi, nó cứu nhau, tôi biết ngay mà. Tôi đã nghĩ ngay đến cảnh nó nãy nó cứu nhau ở trong cái máy bán hàng rồi. Cho nên là tôi thấy bắn nó vẫn nốc là tôi quay lên đầu, là tôi thấy có thằng đang bay ngay. Ui trời ơi, cả lia liền. Đây đây đây, trên này có bắn nhau, các bạn lên đây để con test katana. Cái định mạch nhà đó, kéo test katana rồi toàn bằng bắn xa thôi. Ây ạ, thằng bỏ mẹ nó móc mình. Ui ui ôi, đây mình phải đuổi anh để chiến, anh để chiến, anh để chiến. Từ từ anh ơi, anh từ từ, từ từ thôi, không em đưa anh đi về với các cụ nhanh lắm nha, bắn từ từ thôi nha, là sao rút kinh nghiệm. Nhìn thấy thằng nào mà mặc đồ thỏ ấy ở bên server Indo ấy là phải ngầm hiểu ra thằng hùng Akira chứ không phải là Đức Mõm đâu nha. Cái nick này của tôi tên là Đức Mõm tại vì Đức Mõm thay tên nick tôi các bạn ạ.
tôi lừa thay quá, thôi kệ, tôi cứ để coi như là bú phim Big Mom vậy. Big Mom phim to mà, để tên Big Mom thì biết đâu có mấy thằng Indo nó biết thì sao. Xong rồi là ở khoa từ từ, thế thì phải là thằng Đức Bom nó bú phim mình chứ, mình để tên là Đức Bom xong rồi mình đi chơi bây giờ mình bắn hay thì người ta đi sắp kênh Đức Bom TV thì sao. Ôi chết cha tôi rồi, ngu dốt. Có vẻ là tôi phải thay tên nick các bạn trẻ ạ. Ôi giời thanh niên, ôi giời thanh niên mặc bộ đồ vào quay vàng, thanh niên đang tính lút đồ gì sao á. Trên đây có thằng a à, đây rồi, ôi bạn ơi sau lưng có xe này, ôi bạn ơi, ôi bạn ơi, bạn ơi, tôi kêu thế cho nó có lệ thôi chứ tôi biết là bạn đéo né được đâu, tầm đấy bạn không có quả bóng keo nào mà sao mà né được. Ấy à, thằng bảo vệ bây giờ xấy xe của tao, mày khá, mày phải trả giá liền. Ôi chết cha rồi các bạn, nó xấy nổ xe mà vòng bo nó thu rồi. Giờ tôi chạy bo kiểu gì đây, thấy mẹ tôi rồi. Yêu em vô bờ chạy bo bất tận luôn. Đây rồi, hai đứa chạy bo cùng tôi song song đây rồi. Đuổi mãi mới được các bạn ạ. Ôi chị định mệnh sao tôi kéo tâm nó mù mắt thế này. Sao lại một đứa ở lại để giữ chân mình, còn một thằng thì lại chạy tít đằng kia là thế đéo nào. Thằng kia, mày chạy bỏ bo à, mất dạy vô văn hóa. Mấy thằng như này á, phải bạn tôi là tôi đấm nó không trượt bắt nào rồi các bạn ạ. Cái định mệnh lại mấy thằng đi xe cầm misa. Ai 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 lại mấy thằng đi xe cầm misa. Mày đâm xe tao này. Mày nên biết nha, tao đang chơi giả lập đây. Mày trông mặt tao giống chơi điện thoại đúng không? Không, tao dùng bypass tao chơi giả lập đây nên mày cẩn thận. Ô định mệnh, hình như đứa này chết rồi sao các bạn ạ? Ôi giời ơi, tự bắn M79 vào mồm các bạn à. Tôi nghe thì tiếng bộp một cái, tôi nhìn thấy bạn này chết rồi. Ôi, cầm khẩu M79 tự đá vào mồm chết thì tôi cũng chịu. Nước đi này là tôi không ngờ tới các bạn nhá. À, có thanh niên gọi là lúc mày bắn hàng tính cứu ai, tính cứu ai đây. Không biết là cứu được không hay là tại đồng đội nó chưa nốc nữa. Nhưng mà thôi cứ giết nó cái đã, nhìn trên trời giờ đéo thấy đứa nào đâu. Ok, giờ về chuyên mục mini game. Thì ở trong cái video lần trước mình có đố các bạn là cái video test con xe vàng ở server Indo luôn này. Trời ơi, mấy hôm trước mình leo thách đấu rồi các kiểu các thứ nên là mình không đố được. Hôm nay mình mới đố được nhá. Thì mình có đố các bạn là đố các bạn biết là biển chết là biển nhân tạo hay là biển tự nhiên. Thì đáp án đúng của chúng ta là biển chết, đó là cái hồ nước nha các bạn nha. Các bạn lên trang Google để biết thêm thông tin chi tiết nhá. Biển chết đó là cái hồ nước chứ nó không phải là cái biển đâu. Nó gọi tên là biển như vậy là phông bạt thôi các bạn nhé. Thế nên bạn nào trả lời là biển tự nhiên hay biển nhân tạo đều sai hết nha. Mà đáp án phải là hồ nước nha. Thì đây là tên của 5 bạn đang may mắn trả lời đúng. Mỗi bạn sẽ nhận được đó là 230 kim cương và được lên TV ở trong video tiếp theo. Ui dồi ôi cái gì này. Ôi dồi ôi đua xe. Ui dồi ôi sao tôi có đua xe này các bạn ơi. Định vai cho tôi làm rất tổ quá. Ui dồi ôi một trai một gái, mỗi bạn một con xe phân khối lớn phóng lướt ngang qua đường quốc lộ sợ quá cơ. Ok rồi rồi rồi, đâm xe đây, đâm xe đây, nó đâm xe vào đây rồi. Ai định mình đâu nha mày, một hồi tao bắn mày dụng xe cho có đi chó này. Bố lao bố tét à, nào. Ui em ơi, em bớt bị ảo ma Canada đi. Em nên biết nha, anh không phải là người Indonesia, anh là người Việt Nam em biết chưa. Và anh còn là thằng YouTuber đẹp trai nhất Tuyên Quang nữa, chơi game Free Fire. Em nghĩ xem là em có nhắm, em có trollo lại anh không. Nhưng rõ ràng là không rồi, có kinh địt nha các em. Tôi muốn cầm thanh katana này chém chết một đứa quá mà đéo chưa kiếm được đứa nào để chém các bạn ạ. Rồi ta sẽ cùng đến với câu đố của video ngày hôm nay. Ấy à, từ từ để tôi xiên thằng này đã. Mày này có Skyler là ăn liền. Rồi câu đố của chúng ta như sau. Đố các bạn biết chúng ta có thể gấp đôi một tờ A4 bao nhiêu lần các bạn nhá. Câu đố này, đố các bạn biết chúng ta có thể gấp đôi một tờ A4 bao nhiêu lần. Các bạn trả lời đáp án kèm theo đó là ID và năm bạn trả lời đúng và may mắn nhất mỗi bạn sẽ nhận được. Để bạn nó bắt đầu tôi. Gần chết. Ôi may quá. Máu mà không phải là 270 mà là 200 là tôi đi rồi. Cái định mệnh các bạn ạ, quả vòng bo này các bạn nhìn xem. Một thằng thì ở trên cầu, còn tôi thì ở dưới cầu. Kè nhau nửa tiếng đồng hồ, nếu biết thằng nào sẽ xuống để bắn này là thằng nào sẽ đi lên. Tôi đi lên nào được, chỉ có nhon nhảy xuống thôi, bắn nhảy xuống là tôi bắn nó chết ở trên. Thành ra là bây giờ không biết phải như nào các bạn ạ. Chắc là tăng bo rồi, mà đã tăng bo thì tôi đã và tôi thua. Kể cả là tôi không cầm kỹ năng tăng bo thì tôi chả sợ bố con nào trong vấn đề tăng bo nhá. Ôi giời, ôi giời ơi, thằng mẹ con bot Indo này, mày tưởng mày giết là tao à? Ơ, mày tưởng mày giết là tao à? Ôi giời ơi, YouTuber đẹp trai nhất Tuyên Quang nha, mấy con bot Indo về cơ bản thì chỉ là con cá.